Thành Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Hôm nay Thành Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng tham quan và chiêm ngưỡng một số tác phẩm bonsai. Đây là vườn cây bonsai của em Duy ở Tuy Phước, Bình Định. Đây là trước không gian khu vườn quý vị. Bonsai vỏ Duy, một viên đá cũng khá là đẹp mắt, được bố trí trước khu vườn. Rồi, Thành Phú mời anh chị em mình bước vào bên trong để chiêm ngắm một số bonsai, thì trong đó cũng có giao lưu quý vị. Bước vào thì bắt gặp một tác phẩm hoàng anh mộc cũng khá là to. Cây đang xum xê cành lá. Và cũng có rất nhiều bonsai, nhiều chủng loại, nhiều size cũng như nhiều kích cỡ quý vị. Đặc biệt nơi đây thì em cũng có sở hữu một tác phẩm hải châu cũng khá là lớn. Và những tác phẩm me siêu to. Đây thì cái phía sau của viên đá cũng rất là đẹp. Thành Phú mời anh chị em mình cùng ngắm. Bên trong là chữ Phúc, khá là đẹp mắt. Rồi, quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thành Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Thành Phú cũng lướt sơ qua cái tác phẩm hoàng anh mộc này, cũng hàng siêu lớn. Cây này nó cũng cực già, hàng xây kích cỡ quý vị, rất là to. Và mời anh chị em mình cùng thưởng lãm một tác phẩm hải châu đang hoa trái, trái kín cả cây. Cây này hệ cốt nó cũng to, cao. Đấy, mời anh chị em mình cùng ngắm qua sơ một vòng về tác phẩm hải châu này. Cây này dàn cán dàn râm này cũng quá là dày rồi quý vị, siêu trái, phải nói là quá nhiều trái, hoa trái trên cây. Chi tàn này cũng khá là mịn rồi, thì Thành Phú cũng lướt sơ qua để anh chị em mình cùng ngắm. Và một số bonsai được giao lưu. Sau đây thì Thành Phú mời anh chị em mình cùng ngắm. Trước đó thì Thành Phú cũng có đo cái kích thước đó quý vị, để anh chị em mình tiện giao lưu nhà vườn. Và đây là một tác phẩm hoàng anh mộc, tác phẩm dúi. Thành Phú cũng chia sẻ để anh chị em mình tham khảo. Cây đã được vào chậu, một chiếc chậu rất đẹp, nó rất là nạc cốt, nó thuộc hệ cốt lùng, già cốt, để lướt qua anh chị em mình cùng chiêm ngưỡng. Một số cán mà mình nuôi á cũng khá là to. Tiếp tục xây dựng dàn râm thôi quý vị, cây cũng đã định hình. Tiện thể Thành Phú xin phép để đọc kích thước
hoành đế 1m53, cao tầm 80, tán nó là 1m4. Chậu này là đường kính 85. Chiếc chậu cũng khá là đẹp về cái mẫu mã của chậu, rất đẹp mắt. Đấy, anh chị em mình cùng ngắm cái phần cốt. Nục cốt hệ cốt lùng hầu như là đẹp hai mặt quý vị. Tác phẩm này thì cái hệ cốt nó rất là già rồi quý vị. Bắt đầu là da nó vàng, nó đổ đồng. Đấy, anh chị em mình cùng xem. Có những cái nơi mà nó tạo nên những cái nụ cục nè quý vị, đẹp mắt. Cây này chỉ mình nuôi râm nữa thôi quý vị, dàn cán nó cũng to hết rồi, đã đi vào chế độ, đã định hình sẵn. Đấy, để Tân Phú Lùi anh chị em mình xem tổng thể. Một tác phẩm dúi, một tác phẩm hoàng anh mộc, khá là đẹp mắt. Và không thể thiếu những tác phẩm hải châu. Và đây là một tác phẩm hải châu cũng rất là già, đang hoa bên trên. Cây này hệ cốt thiên nhiên, phải nói là cũng khá là tranh. Dàn râm cũng như dàn tán quá là dày rồi quý vị. Về mặt đế, cây này rất đẹp mặt đế, đế lực. Đấy, dàn cán dàn râm bên trên. Đấy, hoa rất là nhiều. Sắp tới thì cho một cây trái. Dòng trái hải châu thì chơi rất là bền. Anh chị em mình xem mặt đế. Cây này đế rất là lực. Về kích thước chiều cao là 88, bộ tán là 1m3, tổng hành đế là 95, hoành eo là 32 và chậu vuông là 50. Một chiếc chậu cũng khá là đẹp rồi. Đấy quý vị, đặt vào cái bộ đôn luôn, chậu và đôn, rất đẹp mắt. Đấy, có những tác phẩm bonsai Thanh Phú vừa chia sẻ, anh chị em mình có nhà ý thì cứ nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo quý vị. Đây là những tác phẩm me phải nói là cực già. Đây, một tác phẩm này thì rất to và già. Và tiếp tục một tác phẩm tùng. Đây là một cái tùng vạn niên, nhưng mà đây là cái tùng hoa, tùng bông đó quý vị. Giới thiệu và chia sẻ để anh chị em cùng tham khảo và giao lưu. Và hiện tại thì cây đang phúng lộc non, rất đẹp. Dưới này là mặt đế. Hệ cốt này là cũng hệ cốt lắc, nuôi cán to, râm dày. Nó cũng đi vô phơm vô tán hết rồi quý vị. Mặt đế này là 1m3, tổng hoành đế. Hoành thân là 40, cao là 80, tán cũng là 1m3 và chậu chiều dài là 86. Đấy, một tác phẩm tùng vạn niên.
Thanh Phú vừa chia sẻ và đọc báo kích thước. Tác phẩm này là có giá 55 triệu. Anh chị em mình có nhà ý thì cứ nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp nhà vườn. Rồi, tiếp tục quý vị. Thanh Phú tiến vào bên trong, tiếp tục chia sẻ những tác phẩm bonsai để anh chị em mình xem và giao lưu. Đây có những cái cúc dúi lùng lực đó quý vị, đang nuôi. Và đây là một tác phẩm cốc. Cốc rất là nghệ thuật và đi một cái bộ chậu và đôn được phối cảnh trang trí cho bộ cốc. Phải nói là quá tuyệt vời quý vị. Đấy anh chị em mình xem tổng thể. Bộ cốc rất đẹp mắt, được phối chậu và đôn. Rất là nghệ thuật. Về kích thước. Kích thước là hoành nơi đây là 67, tức là hoành trước màn hình quý vị. Cao là 85. Tán là 70, tức là mình đo từ phía bên này qua tới cái phần chân bên này là 70. Còn về cái chiếc chậu ở bên dưới là kích thước chiều dài là 68. Đấy, một chiếc chậu bát tiên. Rồi, anh chị em mình cùng ngắm qua cái bộ cốt. Rất là đẹp mắt. Tất cả các cái đầu mầm này là sắp tới nó sẽ cho hoa và rớt trái. Đặc biệt cái bộ cốt quý vị khá là cầu kỳ, duyên dáng. Và được phối như thế này thì cũng khá là đẹp mắt quý vị. Đây là mặt phía bên này. Nếu khu vườn của anh chị em mình chưa có chủng loại như cốc thì nhấc máy lên tham khảo để giao lưu. Đấy, hoặc là anh chị em mình chụp lại màn hình kết bạn Zalo. Một tác phẩm khá là nghệ thuật. Và tiếp theo là hải châu. Một tác phẩm hải châu quý vị. Và cũng có một số hoa bên trên. Cây này về thiên nhiên thì nó có một số lũa trên thân, nhưng mà cốt thì nó cũng rất là khéo. Đấy, một số lũa trên thân về thiên nhiên. Vàng cán cũng như vàng râm. Cây này nuôi lâu. Đó, cán nó cũng to rồi, râm dày. Nó được bắt một cái dáng như này thì cũng khá là đẹp quý vị. Đây một có một số trái nữa nè. Cây này rất là lực. Tất cả các mầm ở dưới phần chân cũng như phần đế. Bên đấy thì có một ít lũa chứ còn bên này nó liền á quý vị. Liền cốt. Râm thì cũng khá là dày rồi. Đây, anh chị em mình xem cái phần trên cái ốp chủ nè. Rất là dày. Về kích thước, tổng đế là 1 m. Dưới phần này, tổng đế 1 m. Eo là 46, cao là 80. Tổng tán là 1 m 06. Nằm chậu kích thước chiều dài là 72. Đấy quý vị. Thanh Phú vừa đọc qua cái thông số như kích thước của cây. Anh chị em mình có nhà ý thì cứ nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp nhà vườn hoặc kết bạn Zalo. Đấy, một cái form này cũng khá là đẹp mắt.
có những tác phẩm sâm núi thiên nhiên rất đẹp quý vị. Đấy, vườn của em thì cũng khá là nhiều bonsai, nhiều chủng loại. Rồi, vẫn tiếp tục một tác phẩm cốc quý vị. Đây là hệ cốt, anh chị em mình xem nó khá là nghệ thuật. Nó rớt cái phần thân xuống này, nhưng mà nó tạo ra những cái đoạn mà phải nói là khấp khỉu quý vị, rất đẹp. Cây này thì sắp tới những cái đọt mầm này nó cũng ra hoa và trái. Nếu mà mình đo cái hoành cũ nơi đây quý vị là 52. Cái hoành cũ nơi đây là 52. Về chậu thì chậu vuông 22, cao của chậu là 40. Và tác phẩm cốc này có giá là 8,2 triệu. Anh chị em mình nhã ý thì cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp nhà vườn. Đây cũng khá là bắt mắt cái hệ cốt. Đây là những tác phẩm sam còn đang xây dựng. Bên này là bồ đề, những tác phẩm bồ đề mà đi vào chế độ chơi rồi quý vị, đẹp mắt. Kia là si. Và tiếp tục một tác phẩm xanh. Đây là xanh lá kim đọt đỏ. Đấy quý vị, cây này cũng hệ lùng lực, tại vì đế nó lên đến 1m05, hoành eo nó là 40. Hoành eo là nơi đây 40, cao là 60, tán là 90. Kích thước chiều dài của chậu là 60. Đây cái đọt nó đỏ, dòng lá kim. Cây này thì cái dàn râm nó cũng khá rồi, về cán về cốt làm cũng tương đối là kỹ. Những cái độ co lắc già, cũng già cốt già cây. Đấy quý vị, khi nó cho lọc non nó đỏ. Rồi anh chị em mình cùng ngắm qua mặt bên này luôn. Một cái cốt nạc hệ cúc lùng. Đấy có nghĩa là đẹp hai mặt đó quý vị. Đấy anh chị em mình cùng xem các cái cán này nó nục lại, khá là đẹp mắt. Một tác phẩm xanh lá kim đọt đỏ. Rồi anh chị em mình cùng nhấc máy lên liên hệ trực tiếp nhà vườn. Rồi tiếp tục quý vị. Đây là sung, một tác phẩm sung. Đây là những cái cốt chuối mà phải nói là rất đẹp mắt, còn đang xây dựng. Tiện thể Tân Phú ghé qua một tác phẩm xoài đang cho trái và hoa. Ghé qua để anh chị em mình cùng ngắm. Trước tiên mình xem cái phần cốt. Dạ. Yeah. Đây là một số hoa cũng đậu trái. Đấy có những cái phần trái đang có trên cây. Đẹp chưa? Bonsai mà cây ăn quả nữa. Tuyệt vời. Sắp tới thì những cái chùm hoa này nó rớt thêm trái nữa thì thôi đẹp mắt quý vị. Và tiếp theo ở bên trong. Bên trong là một tác phẩm me đang cho lọc non. Phải nói là đẹp mắt.
nhìn xa xa anh chị em mình xem cái cốt, một cái đường đi của cốt phải nói là quá tuyệt vời. Cây này thiếu mỗi dàn râm thôi quý vị, xây dựng thêm dàn râm nữa là đây. Anh chị em mình xem cái phần cốt này, nhất là cái đoạn D3 đấy, những cái độ co lắc của thân. Về mặt đế, cây này là 1m, cao là 70, tán là 1m7. 1m7 là mình đo cái chiều cong đó quý vị, đo bắt đầu từ cái chiều cong này nó hoành xuống đây là 1m7 đấy quý vị. Mình đo vòng như vậy là 1m7, và kích thước chậu vuông 48, chiếc chậu cũng rất đẹp. Đây, về mặt bên này anh chị em mình cùng ngắm cây này, cái đường thân nó đi phải nói là không thể mà diễn tả nổi quý vị, nó lắc toàn bộ. Cây này nằm chậu cũng khá lâu. Đấy, một tác phẩm me. Anh chị em mình có một cái không gian thích hợp, đặt tác phẩm me này vào cũng rất là đẹp mắt. Đấy, mình tiếp tục vừa nuôi râm thôi, chứ dàn cán này cũng rất là to rồi. Rồi, tiếp tục quý vị. Có những tác phẩm bonsai hàng bàn trà mini ở trên những cái chiếc kệ quý vị. Lần lượt Thanh Phú sẽ đi vào bên đó và chia sẻ. Tiện thể thì Thanh Phú ghé qua một số tác phẩm si, đây những hàng mini rất đẹp mắt. Đấy, như tác phẩm này thì đi vào chế độ chơi rồi, si mà nó già đến tầm này quý vị. Đấy, lướt sơ qua cho anh chị em mình xem cái dàn râm với dàn cán này, phải nói là cực kỳ là tuyệt vời luôn á. Cây này được ký đá, còn đang xây dựng. Và cũng tiện thể là chia sẻ anh chị em mình một tác phẩm xanh Nam Điền. Nhưng mà cái cốt này rất là đẹp, phải nói là cái cốt đẹp quý vị. Một tác phẩm xanh Nam Điền, một cái bộ cốt nạc ở bên dưới, và đang xây dựng cán và râm. Thì trước hết thì cũng định hình rồi, định hình cho cái phần cán, cái phôm tán của cây. Về kích thước là cái hoành dưới mặt đế là 1m25, hoành thân của nó là 47, hoành thân của nó 47 quý vị, cao là tạm thời là 55 và tổng tán là 95. Thì chỉ mô phỏng về kích thước, bởi vì tác phẩm này còn nuôi thêm nữa quý vị. Nếu anh chị em mình có nhã ý thì sở hữu về mình tiếp tục vừa chăm vừa chơi vừa nuôi. Một tác phẩm xanh Nam Điền, cốt rất đẹp. Đấy quý vị, ở mặt phía bên này nếu quý vị anh chị em mình có nhã ý thì tiếp tục nuôi tác phẩm xanh Nam Điền này, rất đẹp mắt. Và tiếp tục những tác phẩm mà hàng bưng bê ở phía sau, hàng bàn trà. Tiện thể thì Thanh Phú lướt qua một cái cốt si, phải nói là như một cái búp măng quý vị. Đây, còn đang xây dựng. Một cái cốt nạc phải nói là khá là to, mà nó vót lên trên, rất đẹp mắt ấy quý vị. Rồi, để đi vào những tác phẩm hàng bàn trà bưng bê. Đây, trên những chiếc kệ đây.
và lần lượt Thanh Phú sẽ chia sẻ từ bên này. Đây là một tác phẩm mini si tay chuột. Anh chị em mình xem cái dàn râm dàn cốt phải nói già khiếp không. Đấy quý vị, nó lên là kiểu như là nó lên san hô các cái đầu ngọn đầu râm rồi. Về chiều cao là 32, tán là 35, đế là 62, tức là tổng hoành. Tác phẩm này mà đi chơi các cái hội quán cà phê bonsai thì tuyệt vời quý vị. Về giá là tác phẩm này là 7.9 triệu, một tác phẩm mini si tay chuột. Bên này tiếp theo một tác phẩm dúi. Cây này nó có cái củ cũng khá là hay, được bố trí vào một cái ghè. Đấy, được tạo tác trên một cái ghè. Đấy, nó buông một cái củ xuống. Ở dưới này là phân tán. Cây này nuôi thì cũng lâu. Đấy, dàn cán nó cũng to. Đấy, cái đoạn đề ba mà rớt cái củ này xuống cũng khéo. Nó về cái củ này là hoành 50. Nếu mà tổng tán hết là 70. Đo từ cái đỉnh lên này mà xuống đến cái ngọn là 70. Đây, anh chị em mình xem cái kiểu như một cái củ dúi này. Cũng khá là duyên dáng. Đấy, được phối vô cái ghè này cũng hay. Về giá là 8.500.000 một tác phẩm dúi. Có một cái củ là cái hoành nó 50, rất là già. Và tiếp theo hàng mini bưng bê bằng trà. Đây là si búp hồng. Cây này được xây dựng cái dàn râm. Hệ cốt nó già lắm quý vị. Nhỏ thôi chứ nhưng mà nuôi lâu. Được tạo tác ở dưới này có một kiểu như một cái cổng làng. Đây, nó rít chặt những phần rễ bên trong. Nói chung là càng chơi càng đẹp. Đấy, những cái phần rễ nó rít chặt lại. Đấy, anh chị em mình bỏ bàn hay là trang trí những cái không gian nhỏ hẹp thích hợp, rất là đẹp mắt. Tiếp theo là mini hải châu quý vị. Đang hoa. Nhỏ thôi chứ mà già, rất là già. Được vào chậu tượng. Đây, một số hoa bên trên này. Cái này nhỏ nhưng mà già. Thân nó tầm khoảng 10 cm thôi quý vị. Nhưng mà đế nó tới 33. Tổng tán nó là 55. Đấy, một mini hải châu. Dàn tán, dàn râm. Đấy, nó cũng dày. Về tác phẩm này thì giá là 4.700.000. 4.700.000 quý vị. Đây, rất là già, già cốt, già cây. Dàn xương cũng như dàn râm nó dày. Được vào chậu tượng. Anh chị em mình sở hữu về là để bàn, vừa ngắm vừa chơi. 4.700.000. Tiếp theo bên này là một cốt giấy mà khá là nghệ thuật. Được xây dựng cái dàn tàn bên trên. Cũng tương đối khá là dày. Này, đổ hoa cái tán này nữa thì tuyệt vời quý vị. Được vào chậu tượng. Hệ cốt à, kiểu như đổ treo. Lắc từng đoạn. Nhưng mà rất là già. Cái này nuôi lâu. Nếu mình đo tổng luôn cái tán này nó khoảng 50 quý vị. Và cái chiều cốt của nó khoảng 40. Về giá thì 5.200.000. Bởi vì một cái cốt này cũng khá là nghệ thuật. Mà hàng giấy ta như mình như thế này thì cũng phải nói là rất là hiếm. Đây, những cái cốt đoạn co lắc già được phối vào chậu tượng. Đấy, những cái co anh chị em mình thấy không, nó quá nghệ thuật. Già da nó cũng trắng hết rồi. Rồi, anh chị em mình có nhã ý với tác phẩm mini nào, hoặc là những tác phẩm hàng xây lớn hơn,
thì cứ liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại Thanh Phú có để trên màn hình, liên hệ với nhà vườn hoặc kết bạn Zalo. Rồi quý vị, vừa qua Thanh Phú đã ghé vườn của em Duy, cũng chia sẻ một số bonsai để anh chị em mình cùng thưởng lãm và giao lưu. Trước khi kết thúc cuốn video, Thanh Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết cuốn video này. Và hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ quý vị. Và hẹn lại quý vị cùng toàn thể anh chị em những tập tiếp theo để chia sẻ bonsai từ các nhà vườn, để quý vị cùng anh chị em mình giao lưu. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.